Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Empoli và câu lạc bộ Inter Milan. Đây là trận đấu thuộc vòng 5 giải vô địch quốc gia Italia và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17:30 ngày 24 tháng 9 theo giờ Việt Nam, và các cầu thủ Inter Milan trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Empoli với mức kèo là 1,5, mức kèo cũng có thể tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có một nhóm cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Thì bạn nào quan tâm thì các bạn có thể là click vào phần mô tả của video này, thấy đường link nhóm thì ấn vào đường link để có thể là đăng ký làm thành viên nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Empoli và Inter Milan thì Empoli thắng 1 và thua 4 trước Inter. 5 trận thi đấu gần nhất của Empoli thì Empoli toàn thua cả 5. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Inter Milan thì Inter bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Inter Milan chấp 1,5 hoặc là 1,25 nha. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao và trận đấu này Inter Milan phải đi làm khách. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Empoli thì mình thấy là Inter Milan đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội chủ nhà về mọi mặt. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì Inter Milan họ cũng còn đang quá là vượt trội hơn so với Empoli nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân khách của Inter Milan ở những lượt trận gần nhất thì cũng đang vô cùng tốt luôn. Đặc biệt là những lần đến làm khách trên sân của Empoli thì mình thấy là đa phần Inter đều có chiến thắng mang về, hầu như là thắng đậm. Liên tiếp những lượt trận gần nhất thì Inter Milan đang có phong độ cực kỳ thăng hoa luôn. Và hiện tại thì họ đang ở vị trí dưới đầu bảng. Tiếp tục lượt trận này gặp đối thủ cũng không quá mạnh và đang mất phong độ nữa thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Inter Milan có thêm một chiến thắng nữa để củng cố vị trí của mình. Với đội hình đầy đủ cộng với phong độ ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt thì với mức kèo này thì mình dự đoán là Inter họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Inter Milan chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái 3,25 và 2,75. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, đặc biệt là trên sân của Empoli á, thì đa phần mình thấy nó cũng không có nhiều percentage ghi. Với lại là Empoli họ cũng thừa hiểu là Inter mạnh cỡ nào, cho nên mình nghĩ là họ cũng sẽ gia cố hàng thủ của mình rất kỹ. Do đó trận đấu này nhiều khả năng là Inter Milan đá sân khách thì họ chỉ thắng được kèo trên thôi, chứ thắng đậm được Empoli cũng không phải là dễ dàng đâu. Do đó sẽ là 2-0 nghiêng về cho Inter hoặc là nhiều lắm là 3-0. Bắt đầu tư tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3 nha. Nếu như mà có kèo phụ là xỉu 3,25 thì các bạn nên vào kèo phụ là xỉu 3,25 trận đấu này nha. Còn nếu như trận đấu này mà các bạn không tin tưởng về Inter thì các bạn ưu tiên chọn kèo xỉu không cũng được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Do đó hiệp 1 với đẳng cấp vượt trội hơn và mọi thứ đều đang ổn định hơn đội chủ nhà thì có thể là Inter họ sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Inter chấp nha và đá nhẹ cái xỉu 1,25. Tóm lại trận đấu với chốt kèo là chọn Inter Milan và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy nha. Chúc anh em may mắn, ưu tiên đánh xỉu cả trận trận đấu này.